Sự biến đổi của âm dương tạo nên những thay đổi của vạn vật. Sự chuyển hóa của động tĩnh làm nên tốt xấu của muôn loài. Trên là khí dương, thiên khí. Dưới là khí âm, địa khí. Khí trường của con người là nhân khí. Thiên, địa, nhân, vạn vật, vạn sự. Chúng ta đã chính thức bước vào năm 2023, năm Quý Mão. Đây là một năm quan trọng, là một bước đệm để chuẩn bị cho năm 2024, năm Giáp Thìn. Khởi sự để bắt đầu cho một tiểu vận mới, tiểu vận 9. Việc xác định các thông tin về vận và khí của năm Quý Mão là việc hệ trọng. Chúng ta đều biết tiểu vận 8 kết thúc vào năm 2023. Năm Quý Mão 2023 ngũ hành kim bạch kim. Về mặt vận khí thì dương minh táo kim tư thiên, thiếu âm quân hỏa là tại tuyền. Đó là năm thiếu thủy. Thủy khắc hỏa, hỏa vận bất cập. Các cái đánh giá về vận và khí có liên quan chặt chẽ mọi việc, mọi sự trong đời sống vận động. Nếu xét về trường khí cửu cung thì chúng ta đều biết rằng tứ lục mộc tinh đóng tại trung cung, ngũ hoàng thổ đóng tại tây bắc, lục bạch kim tinh đóng tại chính tây, nhất bạch thủy tinh đóng tại cung khôn tây nam, và thất xích kim tinh tại đông bắc, nhị hắc thổ tinh thì đóng tại chính đông, và tam bích mộc tinh thì đóng tại đông nam, bát bạch thổ tinh đóng tại cung ly chính nam, và cửu tử hỏa tinh đóng tại chính bắc. Về cái học thuật của cửu cung thì người ta nhìn nhận thế này: nhất cửu khắc xuất nằm ở chính bắc, nhị nhất khắc xuất đứng tại tây nam, tam nhị khắc xuất, tứ tam ngang hòa, ngũ tứ khắc nhập, lục ngũ là sinh nhập, thất lục ngang hòa, bát thất sinh xuất, và kiểu bát cũng sinh xuất. Đây là những thông tin quan trọng để trước khi xét đoán, chúng ta phải nắm rất chắc các sự phân phối của trường khí. Đây là đại khí mang tính chất toàn cầu. Toàn cầu có thể chia thành 9 vùng, thu nhỏ lại cho một quốc gia cũng vậy. Và tầng thu nhỏ tiếp theo là tới một tỉnh, lỵ, thành phố và một gia đình cũng phải chia trên các sự phân phối của đại khí xuống các tiểu trường khí để từ đó chúng ta xét đoán vạn vật. Nền văn minh lúa nước đã chuẩn bị cho ông cha chúng ta những cái tư duy được chắt lọc từ cái thực tiễn và họ rút ra. Họ cũng không phải phân tích nhiều như các phần trên. Họ chỉ cần dùng có 10 ngày can chi từ mùng 1 Tết âm lịch, lịch tính theo lịch của mặt trăng trong 10 ngày đầu. Thì có 4 thông tin quan trọng. Ngày mùng 1 Tết, ngày nhất long trị thủy, nhị nhật đắc tân, thất nhân phân bính, và thập ngưu canh điền. Tôi giữ trung thành các ngôn ngữ truyền thống, và bây giờ chúng ta phân tích một cách khái quát các cái cách đánh giá từ công việc, sức khỏe và sự thăng trầm của thời cuộc, để từ đó chúng ta quan sát, vận dụng và điều chỉnh cho mọi điều tốt lành, chuẩn bị cho một cái năm cuối cùng mà chúng ta phải rất nỗ lực, cố gắng để chào đón một cái tiểu vận mới, tiểu vận 9, bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 năm 2024. Do vậy, năm 2023
là một cái năm cần phải đặc biệt chú ý. Xét về cái cách nhìn về vấn đề công việc thì chúng ta phải biết rằng tại vương vị của chính đông thì tam nhị khắc xuất, chính đông là cung chấn, số lạc thư hậu thiên là số 3. Trong khi đó thì số 2 nhị hắc thổ tinh đang đóng tại đây. Người ta đánh giá các thông tin trên để suy luận ra các sự kiện có liên quan đến những thông tin này. Là một ví dụ, do mộc khắc thổ, chúng ta đều biết rằng các cái ngành nghề như gỗ, các sản phẩm về gỗ, giày da, giấy sẽ gặp rất khó khăn trong cái hoạt động của năm 2023. Cái toàn cảnh cho cái công việc này thì nếu chiếu theo các thông tin trên thì trong kinh doanh sản xuất chúng ta phải rất chậm, điều tiết một cách hài hòa, lắng nghe thị trường để điều tiết nó. Các cái ngành nghề như bất động sản là mang tính thời cuộc thì chúng ta đều biết rằng tứ lục mộc tinh đang đứng tại trung cung. Cái ngũ tứ khắc nhập, mộc khắc thổ, các cái diễn biến tại Việt Nam là một ví dụ. Đây cũng nằm ở trong một cái chu kỳ của tự nhiên, một sự sàng lọc từ những cái chiều sâu của lịch sử, chắt lọc kinh nghiệm cho đến các vấn đề đang xảy ra ở thực tế. Thì các cuộc cách mạng có liên quan đến những cái thông tin, tri thức. Và để trước khi tới những cái vận hội mới, những cái cơ hội mới, thì cái vận cuối, cái mặt vận của một tiểu vận cũng đang mách bảo chúng ta rằng cuộc sàng lọc giữa văn hóa tri thức và cuộc sàng lọc của tự nhiên là một cuộc sàng lọc mang tính thời đại nhưng cũng đều là mang một tính quy luật hết sức song phẳng. Những cái gì tồn tại sẽ phát triển và cái gì không đúng sẽ phải loại bỏ. Đấy là quy luật sàng lọc của một tiểu vận và trong tri thức của con người, sự sàng lọc đó cũng mang tính tất yếu. Chúng ta kết luận bất động sản sẽ rơi vào tư thiên, tức 180 ngày đầu năm sẽ còn rất khó khăn. Chính như vậy, các cái nhà kinh doanh bất động sản và những cái công việc tương tự cũng phải điều tiết một cách tử tốn. Cái cuối cùng là chi phối cho toàn bộ các cái hoạt động. Người Á Đông người ta quan tâm rất đặc biệt đến vị trí của cung đoài chính Tây, thất lục ngang hòa. Trong các điều kiện của các năm không thuộc về mặt vận thì người ta có một câu kinh quyết: cầu tài thì cầu tử bạch. Câu này nghĩa là gì? Nhất bạch thủy tinh, lục bạch kim tinh, bát bạch thổ tinh, cửu tử hỏa tinh đều là các thông tin mà con người rất chú ý đến. Những cái thông tin này khi cần cầu về tài vận, họ đặc biệt chú ý các vị trí trường khí của cái nhóm khí lực này. Nó hỗ trợ rất mạnh cho cái nhận thức của con người theo tổng kết của các tiền nhân. Nhưng năm 2023 là một năm cuối vận, hay còn gọi là mặt vận. Lục thất ngang hòa nhau. Đây là lục bạch kim tinh. Nếu đúng ra thì khi trường khí được phân phối như thế này thì chúng ta phải hân hoan đón chào. Nhưng năm nay trường khí dù có đóng tại chính Tây là lục bạch, nhưng chúng ta cần phải chú ý rằng thái tuế đứng tại Đông, chữ Mão, và đối lập với thái tuế là chữ Dậu, Dậu ứng với Tây. Được xác định thái tuế tại Đông và tam sát tại Tây. Do chúng ta đang đứng ở trong vùng tam sát, người Á Đông và các tri thức cổ, người ta ví cái năm 2023 trong cái nền kinh tế của toàn cầu, tôi dịch, giống như một đồng lúa chín vàng rực rỡ, nhưng khi thu hoạch sẽ là một cánh đồng lúa lép. Đó là ý nghĩa của toàn bộ cách đánh giá của cái kết quả của chúng ta trong năm 2023. Các kinh nghiệm trên mách cho chúng ta thấy rằng căn cứ theo các thông tin của vận và khí,
từ hôn nhân, học hành, làm ăn, các công tác bảo vệ sức khỏe, chăm sóc nó, phải rất bình tĩnh, thận trọng, cẩn thận. Tất cả sự nóng vội của năm 2023, chúng ta sẽ phải trả giá. Người ta đã xác định rằng, dù rằng cái thất lục ngang hòa, lục bạch kim tinh đứng tại Tây, nhưng do phạm phải tam sát, ví dụ như trong bệnh của con người, thì thường có bệnh ở miệng, viêm nhọt, các cái bật bệnh tật mà xuyên suốt trong quá trình cả một năm là các bệnh liên quan đến gan, tim, là những cái bệnh mà chúng ta phải hết sức đặc biệt chú ý. Một tổng quát quan trọng hơn cả, trong khí vận của những cái năm thuộc về hỏa vận bất cập, cụ thể như năm 2023, năm Quý Mão, những cái tổng kết xuyên suốt trong một thời kỳ dài, người ta đã biết một thông tin quan trọng, tức là vị trí gây ra tai họa trong toàn cầu sẽ tính từ vị trí của phía Nam gây ra. Nếu Nam trong cái cơ thể của con người chính là tim trong ngũ hành, và các bệnh biểu lý của tim là thần kinh, mà thần kinh thì là gốc của nhận thức. Như thế rõ ràng nếu như năm 2023 chúng ta không bình tĩnh, nỗ lực và cố gắng thì sẽ xảy ra nhiều các hậu quả mà sẽ rất khó khắc phục để chúng ta bước vào một cái những cái năm quan trọng của tiểu vận 9 năm 2024. Về mặt khí hậu, do đó là một năm bất cập, lẽ ra mậu hợp quý hóa hỏa, nhưng đây là một năm bất cập. Do vậy, khí hậu năm 2023 xuyên suốt sẽ là một khí hậu mát mẻ, giá buốt vào những tháng cuối cùng. Các cái biến thiên của tiết khí có liên quan đến một số bệnh tật, trong đấy xuyên suốt bệnh tim, gan, thần kinh. Đây là những cái tổng kết chúng ta tham khảo từ làm ăn cho đến giữ sức khỏe. Tôi trong các cái quá trình nghiên cứu thì có rút ra cái việc đầu tiên trong vấn đề bảo vệ sức khỏe đã. Suốt từ năm 2019 cho đến nay, chúng ta đã phải gánh chịu một cái sức ép về dịch bệnh. Ngành y học hiện đại cũng đã làm tốt nhất cái gì có thể. Nhưng chúng ta đều biết, bây giờ cái bệ đỡ sức khỏe của chúng ta, dù rằng không có bệnh, nhưng có vẻ như sức đề kháng không tốt. Chúng ta lệ thuộc hoàn toàn bởi các công trình khoa học, y học hiện đại. Nhưng hàng nghìn năm qua, ở những chu kỳ tương tự, thì người ta đều biết rằng một cái vật chất chiếm giữ trên cái vỏ mặt địa tầng của trái đất là nước biển, chính là một phương thức, một phương thuốc quan trọng để chúng ta coi đó như một phương tiện tự vệ. Và quan điểm của tôi cho thấy rằng cái giao lưu toàn cầu đối với đất nước chúng ta, các quốc gia xung quanh, các cái vấn đề du lịch, rồi công tác làm ăn, có thể cũng sẽ kéo theo rất nhiều các yếu tố bất lợi cho sức khỏe. Thì cái biện pháp đề phòng tốt nhất, chắc chắn theo tôi ấy, thì mỗi một gia đình phải thường xuyên có một chậu nước muối. Và ít nhất trong ngày có một lần chúng ta phải rửa mặt, lau tay bằng chậu nước muối này. Đây là một liều thuốc tự nhiên mà ông cha chúng ta đã dặn. Kinh qua rất nhiều các cái dịch bệnh của nhiều thời kỳ thì cũng là những điều để chúng ta tham khảo. Chuẩn bị cho một năm mới thì theo tôi, cái cách để chúng ta quân bằng các cái khí lực, các cái trường khí không tích cực thì chúng ta nên có một cái ngọn đèn màu xanh dương trang trí trong phòng khách, trong một cái điều kiện có thể để vận dụng cái cân bằng, là bởi năm nay tứ lục mộc tinh xuất hiện tại vị trí trung ương, mộc khắc thổ. Điều này đã mách bảo cho chúng ta thấy rằng toàn bộ các vận động cửu cung đang chịu các cái khí trường không tốt,
người ta đã tổng kết một cái chu kỳ 20 năm một, được gọi là một tiểu vận. Và thường các năm cuối của một tiểu vận được gọi là những năm mạt vận, thì hay xảy ra các cái biến cố, thiên tai, địch họa, dịch bệnh. Cụ thể chúng ta đều biết, ví dụ như tiểu vận 8, từ 2 cho đến 3 năm cuối đều có những cái chuyện đang xảy ra trong toàn cầu. Và cũng có cái may mắn, cái cuộc sàng lọc của tự nhiên, cuộc chọn lọc của con người cũng đều mang một cái tính quy luật nhất định. Mà không có những cuộc chọn lọc, cuộc cải cách này, chúng ta không phát triển. Đấy cũng là một cái cách nhìn sòng phẳng và mang tính văn hóa rất sâu sắc. Cái tri thức của ông cha đã để lại cho một cái tài sản mà hàng năm chúng ta đều được dùng những tài sản đó để bổ sung cho những cái kiến thức, những cái tri thức đương đại và kinh nghiệm sống đương đại tốt đẹp hơn. Cái cuối cùng thì tôi cũng dặn các bè bạn của tôi trong 10 ngày đầu sẽ sử dụng một cái chất liệu màu sắc từ quần áo, hoa trang trí Tết, ánh sáng thiên về cái màu đỏ sẫm, màu mận chín, màu bóc đô. Đó là những cái màu đặc biệt cát khí để chúng ta cân bằng, gần như một cái cuộc mở màn cái nguyên khí, cái tài khí và cái vận khí cho một cái đầu năm để xuyên suốt trong 365 ngày. Tất cả những cái thông tin trên để các anh, các chị và các bạn tham khảo, bổ sung thêm cho một cái mùa xuân, một cái năm mới và đặc biệt để chuẩn bị cho một cái tiểu vận mới. Chúc tất cả các anh, các chị mạnh khỏe, một cái năm mới dồi dào hạnh phúc.